Giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy ra người. Giờ này anh ở đâu? Dục mỹ hay làm sao? Giờ này anh ở đâu? Đồng đế đất mưa thao trường. Anh ở anh ở đâu? Lệ cũ gió núi biên thùy. Giờ này anh ở đâu? Miền Trung hoa tuyết bia đầu. Giờ này anh ở đâu? Miền Tây tím xé đu mình rừng. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Tây Ninh tìm mướn miền thầm. Giờ này anh ở đâu? Giặc tạc trên đất Hạ Lầu. Giờ này anh ở đâu? Chạy hoàng hoa tung gió cánh hoa dù. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Sáng tác của nhạc sĩ Khánh Văn. Cảm ơn quý vị. Không biết ở dưới khán giả có quý vị nào nghe bài hát này mà đã từng có những kỷ niệm trong thời chiến không? Thời đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta không? Có không quý vị? Có phải không? Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều.